có thể tin vào điều này. Sau khi đoạn tội kiến từ phiền não, thành chánh giác, chánh giác vị là A-la-hán và Đức Di Phật. Nếu chứng được A-la-hán, Đức Di Phật, Đức Phật nói ta có thể tin vào ý của mình. Còn chưa chứng được A-la-hán, Đức Di Phật, nếu tin vào ý mình, e rằng không phải không phải. Đức Phật nói điều này, đạo lý rất sâu xa nhưng không có hiểu. Ngài nói rất rõ ràng minh bạch, cũng chưa đoạn tận kiến trước phiền não. Ý niệm phiền não làm sao tránh được? Tùy thuận tập khí phiền não của mình không đáng sợ. Vì sao A-la-hán có thể tin vào ý mình? Vì họ đã đoạn kiến tư phiền não. Đoạn tổng tam giới 88 phẩm kiến phẩm. Nói cách khác, họ chánh tri chánh kiến. Sân si hoài nghi ác nghi phiền não chứng cũng đã đoạn, tâm địa đạt đến thanh tịnh bình đẳng. Ngày xưa khi chúng tôi mới học Phật, luôn cho rằng hàng tiểu thừa tuệ giải. Sao có thể phá chấp trước? Chẳng qua chấp trước của họ nhẹ hơn chúng ta, nhạt hơn chúng ta mà thôi. Chúng tôi luôn nghĩ như vậy. Cách nghĩ này là tùy theo ý mình. Suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, A-la-hán đại khái là như vậy. Thực ra chúng ta đọc kinh Kim Cang liền giác ngộ được mình nghĩ sai, thấy sai. Vì sao vậy? Vì kinh Kim Cang nói Tu Đà Hoàn không phải A-la-hán, là tiểu thừa sơ quả, đã không chấp trước bốn tướng. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàn tuyệt đối không tự cho rằng tôi đã chứng quả Tu Đà Hoàn, không có ý nghĩa. Nói rõ địa vị Tu Đà Hoàn đã là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là điều chúng ta không biết đến. Công phu lìa bốn tướng có sâu cạn khác nhau, sai biệt rất lớn. Kiến đạo vị của tiểu thừa sơ quả lìa bốn tướng này. Đâu biết là hoặc